Quảng cáo từ văn phòng luật sư The Temitra Law Firm về vụ kiện hãng thuốc Nexium trị chứng ợ chua, heartburn. Tháng 3 năm 2011, cơ quan thực và dược phẩm FDA đã đòi hỏi nhà bào chế Nexium phải ghi chú trên nhãn hiệu rằng sự gãy xương, nứt xương hoặc loãng xương đã có thể liên quan đến sự sử dụng thuốc Nexium. Tờ báo Archive of Internal Medicine kết luận rằng sự sử dụng thuốc Nexium và các loại thuốc khác tương tự làm tăng thêm sự nguy hiểm gãy xương cho phụ nữ đến 25%. Quý vị bị gãy xương hoặc hư hại xương sống, xương cổ tay, xương hông, xương lưng hoặc các loại xương khác. Quý vị có bị chứng đau nhức lưng hoặc tức ngực. Quý vị dùng thuốc Nexium khi mang thai và con trẻ quý vị bị bệnh hoặc dị tật. Quý vị đã sử dụng thuốc Nexium. Nếu quý vị trả lời có những câu hỏi trên, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 713-655-0737 để trường hợp của quý vị được thẩm định. Văn phòng luật sư The Temitra Law Firm hiện đang cộng tác với các tổ hợp khác trong vụ kiện lớn Mastos này. Quảng cáo này đã được trả bởi văn phòng The Temitra Law Firm.